rất là khó, rất là đông, rất là vui, ngay bộ xa luôn. Phục vụ cho người Việt, cho cộng đồng người Việt ở đây, cho người Việt ở miền Nam Cali. Nó được chiên ngon chưa? Ngon, ngon. Không có Việt Nam đâu, không có thứ bất tiện gì hết. Cũng ăn ngon, sạch, khỏe nữa, rất là ngon và rẻ nữa nha. Rẻ ăn nha. Bây giờ cuối tuần, chờ cuối tuần là từ 5 giờ chiều á, đến 10 giờ tối. Ở ngoài trời rất là thoáng mát. Mùa hè miền Nam Cali thì trời ơi, như là kéo dài đến 8 giờ rưỡi trời vẫn còn sáng trưng nữa. Đó, và thứ 6, thứ 7, thứ giờ tại chợ của họ nha quý vị. Ngon không? Thật sự ngon không? Dạ, đó, ai cũng quay nè. Rất là ngon, họ đang rất là nhiều món rồi. Giờ là thịt nướng nữa. Thịt nướng ở ngoài này có rất là nhiều món. Làm nhiều clip để cho mọi người coi nha. Tiếp dọc luôn. Nướng là anh đó, trai ơi. Heo nướng là anh trai ơi. Heo nướng rồi thơm lắm. Giống như lúc ở nhà mà đi Đà Lạt hoặc là đi rừng hoặc là đi đâu mà ăn được nướng. Ở đây thì được nướng đem ra ngoài rất là ngon. Một cái view ở đây á, không phải là ở đâu cũng được cấp phép là đồ ăn mà không khó như vậy ở ngoài đâu. Cũng như mấy cái nhà hàng á là phải nới rộng ra rồi phải dăng và phải che cái dù như là cảm giác là ở trong nhà vậy đó. Thì cũng ít nhà hàng người Việt thôi, nhưng mà đặc trưng của người Việt mình hoặc là của ăn châu Á đó là món nướng ở ngoài trời rất là ngon. Rồi là